mặt trời không thể chiếu rọi vào hang sâu. Đồng hồ sinh học sẽ báo cho lợn bướu mẹ biết ngày mới đã bắt đầu. Đến lúc phải ra ngoài kiếm ăn và phơi nắng diệt khuẩn. Công việc của nó ở thời điểm này rất nặng nề. Không chỉ chăm sóc con mà phải bảo vệ chúng an toàn trước thú săn mồi. 1, 2, 3, 4 và đứa thứ 5 bị sốt lại ở hang. Việc kiểm tra số lượng của bà mẹ này bị thiếu sót. Nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ. Những chú lợn con chia cặp tập đánh nhau. Đây là điều cần thiết để rèn luyện thể chất, sự nhanh nhẹn cho cuộc sống sinh tồn mai sau. Nhưng khoan, hãy nghĩ đến mai sau, bởi sư tử đang tới. Hai con sư tử cái âm thầm tiếp cận. Lợn mẹ vẫn chưa phát hiện ra, nhưng cảnh giác là không thừa. Một cái ngẩng đầu lên thật giá trị, ít ra làm sư tử dừng lại và không thể tiến gần hơn nữa. Linh cảm là mẹ bao nhiêu lứa chẳng nhớ, mách bảo nó hãy chạy. Việc xuất phát trước sư tử, mẹ con nó đã về kịp hang. Không có gì đáng sợ bằng việc kẻ thù đứng ngay trước cửa nhà mình. Nhưng hãy nhìn thiết kế của cái hang này, nó không thẳng đục mà có khúc cua rẽ vào hướng khác. Tính ra loài lợn này cũng thông minh thật. Sư tử cái cố gắng đưa cái chân đầy móng vuốt vào để khoèo bắt. Đạn dược phản công của lợn mẹ chính là đống đất trên miệng nó. Tung quả mù làm mất tầm nhìn của kẻ đi săn. Những hạt cát nhỏ vô tình bắn vào mắt, phần nào gây khó khăn cho sư tử. Kẻ đi săn quyết định tập trung quân số đào hang bắt sống lợn. Nhưng chúng đã đánh giá quá thấp con mồi của mình. Trong khi chúng hì hục đào phá cửa hang, thì lợn mẹ đã chạy đến lối thoát hiểm. Bởi cái hang của lợn bướu có ít nhất là hai lối thoát hiểm được che đậy bí mật. Lối thoát hiểm sẽ có một lớp đất đủ dày không bị sụp, phía trên cỏ vẫn mọc và che kỹ. Quá thông minh. Mẹ con nhà lợn túa ra như ông vỡ tổ bỏ chạy. Bầy sư tử bất ngờ và đuổi bắt trong vô vọng.